Rồi, xin chào anh em, chào các bác nha. Thì chiều nay tiếp tục em cập bến được vài sản phẩm ha. Trong đây thì có hai con thùng xốp mới vừa cập bến. Thứ nhất đó là con giải mã DA chuyên nghiệp cao cấp của Lookman. Đây là DA200 ha. Con này thì cho giải mã tiếng cực kỳ hay anh em nha. Tiếng cực kỳ hay. Con này thì đang có mức giá bán lẻ tại shop em, giá bao ship kèm dây quang. Con này thì đang có giá là 21.500.000 anh em nhé, 21.500.000 nhé. Và con Amly Đờ Nông BMA 2000AE thùng xốp. Con này thì lúc chiều về em có chụp hình đăng trên Zalo, Facebook hoặc là trang cộng đồng, thì có bác khách đã chốt con AE rồi nhé. Con AE rồi. Con này thì giá nó là dưới 20 triệu anh em nhé. Và con này thì ngày hôm qua rồi, bác khách chốt rồi nhé. Rồi, hôm nay là được hai món này. Riêng cái con DA200 này thì ngày mai em đã làm clip cụ thể cho anh em xem. Con này tiếng rất là hay. Cũng lâu lắm rồi mới về lại được một con DA chuyên nghiệp của Lookman dòng 200. Còn đa số em về 250 nè. 250 rất là nhiều em về. Và con gần nhất đây là con DA06 nha. Cao cấp DA06. Hôm nay là DA200. Rồi, ngày mai em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em. Và hôm nay cũng lâu lắm luôn rồi thì mới có lại một cái đôi loa Nhật ha. Trong lô nó về cũng làm luôn cho anh em chơi. Đây là đôi loa Dayton 77Z. 77Z loa về tình trạng loa là đẹp xuất sắc, nguyên zin, không trân tan tốt tiết. Gân lưới lưới EK còn nguyên zin của em, nó logo tem mát đầy đủ. Và loa là cái gân thì những cái loa này anh em biết rồi, cái gân nó là gân xếp vải, gân vải. Cho nên lâu năm nó sẽ bị khô, bị cứng, đánh không ra được tiếng bass đâu. Em đã thay gân tại Việt Hùng ngày hôm nay mới lấy xong, thì em cũng ráp lên luôn để giới thiệu cho anh em. Và cái giá những cái đôi loa này đúng cái thời điểm của nó lúc trước thì em bán tới 12.500.000, nhưng mà giá bây giờ thì nó bình ổn rồi. Nhưng mà bây giờ hiện tại có những shop nó vẫn còn bán là giá là 12.000.000 anh em nhé, 12-11 năm. Nhưng mà những cái đôi này về trong lô em không có bán nhanh cho anh em chơi vui vẻ, không có lãi nhiều đâu. Bán gì lấy hồi vốn nặng, lấy những cái món khác thôi. Giá nó rất là tốt anh em nha, giá chỉ có 10.500.000 bao ship toàn quốc cho anh em. Đôi lo tuyệt đẹp ha. Không trân tan tố tiết anh em nha, lưu ý đây nè, góc cạnh là nguyên hiện hết đây nha. Góc cạnh là nguyên hiện hết. Những cái nút che loa, những cái nút che áo vít là còn đầy đủ hết. Màn bass carbon nè, bass 31 cm, gân ngốt đầy hùng đây, lo rất đẹp anh em nha. Anh em nào chơi vừa tầm tiền thì hãy chơi cái đôi này. Anh em xem ha, lo rất đẹp. Lâu lắm rồi mới về mấy cái đôi Nhật, lo Nhật hàng tầm trung này cho anh em chơi. Và đôi lo rất đẹp. Giá lại tốt ha. Đây, anh em thấy nè, góc cạnh là nguyên hiện hết anh em nhé. Lưu ý là cái đôi này sao làm bảo vậy, không tân trang, không có bị làm hay sức mẻ gì cả. Rất đẹp, rất còn nguyên. Đấy, nó khá là nặng anh em nhé. Một cái nó lên đến gần 30kg ấy nha. Đó. Bass 31 cm nha. Mỗi một lo có công suất là 250W thì phải, nhớ là không lầm. 250W anh em. Đây, quay cho anh xem. 230 anh em nhé. Đó, 230, trở kháng là 6 ohm. Độ tối thiểu nó là 50W nha. Độ nhạy em này thì khá là cao, 91 dB. Sở hữu một bit dom và một trep dom. 77Z tuyệt đẹp. Giá là 10.500.000 thôi anh em. Rồi, thì ghép tạm với nó hôm nay là cái bộ gồm có con Amly xanh xui, chính là 7L Extra đẹp keng, con CD Sony 3/5 ESG và một con TAP cũng là K3/3 ESG cùng một combo màu đen tuyệt đẹp. Nghe hay bài đẹp. Cái này chúng ta bỏ một con lọc xì hoặc một con giải mã DA đầu đát nữa là tuyệt vời. Giá đôi lo là 10.500.000 anh em nhé. 10.500.000. Nghe nhạc rất là vô tư, chơi đa thể loại nhạc. Nhạc vàng, trữ tình, bolero đều em này ok hết nhé. Đấy. Rồi, mời anh em nghe thử một đoạn nhé.
lâu lắm rồi mới nghe là những cái đôi loa Nhật này anh em nhé. Đây tông 70Z Tiburon à, một đôi loa rất là đẹp anh em nhé. Góc cạnh liền lạc hết cho anh em chơi đây. Anh em thấy không, bên hông nó nè. Rồi và ở đây không nhất thiết là 707 là ở tra đâu mới đánh được em nói anh em nhé. Tại shop em thì vẫn còn 707DR này, rồi 607XR, rồi 607MR anh em nhé. 907 Alpha, 907 Trơn. Đấy, rất là nhiều để cho anh em phối ghép mà không cần phải tới 907 đã tra thì cái chi phí nó hơi cao nhá. Đó. Nếu anh em cần thì alo ngay cho em nhé. Bộ phối ghép. Đó, anh em thấy nè, góc cạnh làm mặt mũi là em quay hết tất tần tật rồi. Đó, đẹp keng. Một đô la 770Z, đẹp keng anh em nhé. Chỉ có 10 triệu 500 ngàn bao ship toàn quốc cho anh em chơi nhé. Có một đôi duy nhất thôi. Đó, màu vàng rất đẹp anh em. À, nghe hay bài đẹp à, anh em nghe thấy cái tiếng mid-dom này, tiếng nó tách bạch à, trép nhuyễn sáng tiếng à, bass thì cái dòng bass bass của carbon này tiếng nó rất là mạnh mẽ, tiếng bass rất là mạnh mẽ anh em nhé. Đó, một đôi đo rất là đáng chơi cho anh em mới tập chơi vừa tầm tiền à, nghe hay là bài đẹp nhé. Ok anh em nhé. Rồi và ở đây thì con đầu Sony K363SG này, rồi 365SG màu đen nè, combo màu đen tuyệt đẹp cho anh em chơi nhé. Rồi, tới đây thì em xin kết thúc clip và anh em yêu sản phẩm nào hãy phone cho em qua số điện thoại 0343612345. Xin cảm ơn em rất nhiều.